Hello dì, chào mọi người. Hôm nay dì sẽ được cháu Phương mang dì đi chiêu đãi, đi shopping, trang trí từ đầu đến chân. Nhưng trang trí chân trước, xong rồi là các bộ phận còn lại trang trí sau. Thân thể tính sau. Nhưng mà trước tiên thì cũng phải có xiêm y để đi ra đường. Nên là chúng ta sẽ hôm nay sẽ trang trí cho búp bê giả. Không, gọi là búp bê. Búp bê thì thấy búp bê trong meo lắm. Ở đây có một số bộ quần áo cháu đã chuẩn bị sẵn cho dì. Bây giờ dì chỉ được chọn lựa chọn một bộ dì thấy xinh nhất. Đây là bộ số 1. Dì có khi dì còn chả chui vào ấy chứ. Thế loại bộ số 2 luôn. Tươi tắn, bông hoa, chú vẹt. Bộ này chính là miền nhiệt đới đây nhỉ Phương nhỉ. Nhưng bộ này có quá nóng bỏng sao ấy dì. Hơi nóng bỏng. Mi lại cái nghề của dì không nên liên quan đến con vẹt. Thế à? Tại sao? Thì con vẹt nó không thể giống gì được. Thế à? Thế nhỉ? Chú này đơn giản. Không phải đâu mà dì thấy chiều dài của nó hơi bị ít so với dì. Chân dài quá đôi khi cũng khổ Phương ạ. Thế ạ? Đấy. Thế loại số 3 luôn. Thế thì còn lại mỗi một bộ số 4 này thôi. Bộ này có khi là thanh lịch đây này. Giống công nương. Thế chị? Bộ này nhá. Có khi gì dì thấy bộ này hợp lý nhất. Chân. Chúng ta đi trang trí bộ phận chân xong chúng ta về nhà chúng ta múa hát. Này, đúng là ăn chơi trời phù hộ, hôm nay mình đi chơi trời rất đẹp. Nắng đẹp quá. Công nương ơi. Nghe xin đi xong chưa? Đây rồi. Ôi trời ơi, chính là một công nương đấy. Đã duyệt chưa? Xinh lắm. Đi ra đây xem nào cho sáng sủa. Đây. Tiếp thị một công nương xinh đẹp. Ra đi. Công nương thì phải đi chơi thôi. Sẽ đi ra Juno. Juno à? Họ có rất nhiều cửa hàng. Nhưng có mà khoảng 30 cửa hàng gì đó. Tên Tây nhỉ Phương nhỉ? Tên Tây nhưng mà lại là thương hiệu xịn của Việt Nam. Thế hả? Mình là người Việt. Gì cũng thích Việt. Giày Việt, nó đỡ lè loẹt. Họ có rất là nhiều cửa hàng, xong mình mua đồ ở đấy. Nếu mà mình không vừa, mình có thể đi đổi ở nhà mình. Miễn là cửa hàng giày xinh, giá xinh. Giá xinh thì là ok. Cháu nghĩ là đấy, chọn lựa cho Thư một mặt hàng, bên anh một mặt hàng. Đúng rồi, dì cũng đang suy nghĩ cho Thư một cái gì để khai giảng. Một mặt hàng. Mà đấy còn có cả túi. Túi hả? Thì mình sẽ mua tông xịt tông đúng chưa? Ừ. Nhất chị. Ok là. Thế Phương ơi, thế chân thì có thứ nâng niu rồi đây. Thôi được. Sau khi mà mua giày thì chúng ta sẽ chuyển sang trang trí phần thân thể. Ừ đúng rồi, thân thể đầu mình chân tay mà. Ừ, đầu mình chân tay. Tóc hôm nay cũng là xoăn xoăn là ok la rồi. À thế hả? Thôi xong được mục đầu. Vẫn còn mục mình à? Ừ, mục mình. Thế thì để xem nghiên cứu cho một mục mình nhé. Nhưng mà tại vì là cũng hơi thân hình cũng hơi nở na. Không. Chưa, tức là gì so với BMI là gì vẫn còn nằm trong ngưỡng á. Nằm trong ngưỡng như ăn ở ngoài hình thức không to, không tính chỉ số thì là hơi nở nang nên cũng hơi khó chọn đó. Không, so với người Á Đông thì vậy thôi. Chứ sang bên ngoài kia là vẫn bình thường. Là đáng ra là phải ở Tây mới đúng không? Không, chỉ nghĩ là gì hơi nhầm thời đại. Chứ còn phải cái thời phục hưng mà vớ được gì thì thôi rồi. Gì là có hai sự nhầm. Một là thân hình thì phải hợp với thời phục hưng. Màu da thì phải hợp với nước Bắc Âu. Thế à? Bắc Âu là Bắc Âu quý da. Màu gì lắm đấy. Nhưng mà ở Việt Nam người ta không đánh giá hết được. Thôi thì bây giờ mình có nét duyên thầm chồng gì đánh giá hết được là được rồi. Ừ, thế cũng được. Chú Cường đánh giá cao đúng không? Thân hình. Ô gì trắng nhất nhà mà. Thì đấy. Thứ nhất là thân hình lại nở nang phục hưng, thứ hai là làn da vẫn trắng nhất nhà. Không gì nghĩ là văn hóa nó có chu kỳ rồi, đến một lúc nào đấy người ta sẽ hiểu rằng là bóc mai mình hạc này chưa chắc đã bằng nảy nó. Tất nhiên là không bằng rồi thì mới làm cháu hơn thì mới làm gì. Thế hả? Không. Thế nhưng mà gì nghĩ là hai dì cháu mình cộng vào chia đôi có khi ăn thua rồi. Có khi Phương cũng phải lên tí. Ơ mẹ Hương kêu cá quá. Thì mẹ cháu lúc nào chả kêu. Mà đôi khi Phương đi qua phòng gì nhìn thấy lướt qua như thể là hồn ma bóng quỷ. Đúng không? Dì nói thế đúng không? Dì thấy hơi giòn giòn. Tóc tai lại rũ rượi vừa rồi xong đấy. Gương mặt không trang điểm. Sao vậy là lướt ở trên mặt đất chứ chân có chạm đất đâu. Lướt thế nó mịn chuyển. Này nhất đôi khi dì nghĩ với bộ móng vuốt này là một này. Thế xong rồi với cái cẳng dài mét mốt là hai này. Cưỡi cho một chiếc chổi thì không cần phải hóa trang gì thêm.
Đấy thì thấy không, nhà mình phong phú chưa? Người thì đến từ thời kỳ phục hưng, người thì lại là một cái chỗ không có ai sống người bình thường cả. Eo ơi, ngày xưa bố mày lại còn tôn vinh mẹ mày là Giác Ly Hương. Chả biết là Giác Ly là viết bằng tiếng nước ngoài hay là viết bằng tiếng mình nữa cơ. Thế nhưng mà Giác Ly mà tiếng mình không có nghĩa. Viết thư cho nhau gọi nhau là Giác Ly Hương. Đấy chị ơi, chuẩn bị đến nơi. Ừ, nhất trí. Bây giờ đến mục 2 là? Mục 2 là mua giày trước xong rồi mới trang trí thân thể sau. À thế hả? Mua giày đã nhá. Thế hả? Đây, gần đến nơi đi. Trang trí thân thể bằng cách nào đấy Hữu Phương? Từ từ hăng đến cái mặt hăng tiếp. Là cửa hàng giày, chúng ta sẽ chọn giày. À, mình đi mua giày cho Thư khai giảng đúng không? Mua cho Thư và mua cho Vân Anh. Thư là mặc áo dài đúng không? Thư là sẽ mặc áo dài lần đầu tiên vào lớp 10. Đây thì là đôi mà từ lần trước cháu đi trong MV. À thế à? Đây hay là đôi ống ánh. Ừ, dì nghĩ đôi ống ánh này mặc áo dài cũng hợp đấy. Đây này. Thư là size 37. Em ơi, chị lấy size 37. Vân Anh có nhu cầu gì không? Vân Anh thì nhiều nhu cầu lắm. Thưa Vân Anh có nhu cầu gì đặc biệt? À, người đấy cũng suốt ngày phải mặc áo dài và rất thích ví đồng bộ. Hay là mua cho họ mở hoa đi nhỉ? Hoa. Ừ, gì thấy những cái họa tiết này cũng chưa bao giờ có này. Cũng chưa bao giờ có họa tiết. Hoa này. Ừ, gì thấy đôi này có ví đi kèm không con? Đôi này có túi không ấy? Dạ, đôi này có túi. Ừ, gì thấy đôi này xinh lắm. Đây này, cháu đi đây này. Gì thấy cái mẫu này lạ này. À thế hả? Đó. Đôi này đi chân cũng là tôn chân đấy. Vân Anh thì size 36. Đây, cho chị lấy đôi này size 36. Nó làm gì có thêm một mặt hàng gì cho gì cũng được à. Thêm một mặt hàng. Ơi, thế thì ngại từ chối chất lên được. Dì đang nghĩ là giữa một là cái sỏ này hay là mình đi có gót để mình đi làm cho nó lịch sự. Nhưng mà cái này nó có nhớ. Ừ nhỉ, thì trẻ quá hả? Đúng rồi. Hay mình chuyển xuống màu trầm. Đâu? Đây. Đấy cũng vậy, có nơ. Vậy cứ thích nơ đúng không? Nếu mà không nơ thì cũng tốt. Nhưng mà nếu mẫu nó cứ có nơ thì mình lại đang thử có nơ. Em nhìn hộ chị đi xem gì. Em nghĩ xem nào là gì hợp với loại nào. Đôi khi thì dì cũng mặc váy, đôi khi cũng mặc áo dài. Không biết mình có mặc áo sắc như thế nào ạ? À? Dì cũng hay đen trắng. À dạ, bây giờ mới đôi này mà thôi. Ý là đây là đôi này. Cho em cứ thử vấn đôi này đi. Ừ, được cái là hiểu nhau. Thế thì là chính là đôi này đây em ạ. Hình như đôi này cũng đang hợp với bộ đồ mà ừ, có một sự đen trắng. Cháu đi đôi này xinh không? Cái size này rất là chuẩn bởi vì là gì đúng. À, cái đấy nó có sự liên quan đấy con ạ. Có sự liên quan đến váy đúng không? Đúng rồi. Mà trông lại rất là năng động. Đôi này cũng là xinh đấy. Hay cháu lại mua đôi này đi cho dễ cử rồi. Thế gì đã quyết định chưa? Thế gì quyết định đi. Gì thấy cũng được. Gì nhưng đôi này chưa có họa tiết bao giờ. Đôi này trông có phần còn trẻ hơn cả của Thư với của Vân Anh. Thì Thư với Vân Anh có cần phải trẻ đâu. Đúng rồi, vì Thư với Vân Anh còn trẻ thật. Thật thế gì thì mới cần phải trẻ chứ. Thôi được rồi, thế thì là sự này đi. Ok là thôi đấy. Thôi cho dì trẻ một tí. Thế là đúng. Hôm nay cả nhà mình đều có giày mới. Được giày mới phấn khởi à? Múa bài mất tiền luôn. Dám mà dạy gì cũng được múa thế thì có phải là tốt. Thì gì cũng múa thôi. Múa lại đấy. Cảm ơn thôi, em nhé. Thôi chúng ta mỗi người bye cầm bye. Hai túi nhé. Chị cảm ơn nhá. Rồi, sau một buổi shopping thành công chúng ta đã trở về. Ôi, thế Phương xách một chùm vậy có nặng không? Không. Đi với công lương thì đành phải làm A Hoàn vậy. Thôi rất giả hôm. À, thế xong rồi là bây giờ công lương lại đi vào thay xem mi đi, còn cháu thì sẽ chuẩn bị khoai ra để luộc khoai. Ừ, chương trình này rất hợp. Thật ra thì nội dung của tập ngày hôm nay chỉ có ăn chơi nhảy múa thôi, nhưng mà vì chủ đề của chương trình của Phương là hôm nay Phương nấu nên đành bịa tạm ra một món, đó là món khoai luộc. Tí nữa công lương sẽ thay xem mi ra và hướng dẫn cho mọi người luộc khoai bằng một chiếc nồi áp Minh Long mới mua ở ngoài siêu thị về luộc không cần nước, khoai thơm ngon như thể là khoai nướng. Không nướng ở đây đã xong, đã thêm một bộ khác nữa. Ôi dồi, lại còn đeo dây ngọc trai. Khi vào bếp thì người ta phải thoải mái, nhưng mà một ngày lại thay những ba bộ xem đi, mấy khi được bảo đến tận đây. Phương có thấy cái nồi này khác thường chưa? Thì cháu thấy quảng cáo là không cần dùng nước. Phải rồi, bởi vì hoàn toàn bằng gốm sứ tự nhiên.
Cho nên rằng là thứ nhất là không độc hại gì, và thứ hai nữa là sẽ không cần nước. À đây nhá, gì sẽ phải quảng cáo, cháu sẽ là người thao tác thực hiện. Tức là khoai sau khi mình rửa sạch và nên ngâm một chút cho hết đất, ta sẽ cắt đít của nó ra. Cắt, ui trời ơi, cái này gọi là cắt hai cái đầu của củ khoai. Hát hai đầu. Không gọi là cái đấy. Nhưng mà rồi xếp vừa. Rồi, ta sẽ chúng xếp ta sẽ xếp khoai ở dưới. Xếp ngô đè lên trên. Rồi. Mình sẽ là 4 củ khoai và nhất trí 2 củ ngô. Hai quả ngô này thì con sẽ phải bẻ nó ra. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Vừa đấy. Khỏe vừa khéo thế này mà thả thính mãi cha được gì. Không biết là con gái nó kiểu gì. Úi xa. Biết thịnh ở cháu gì là ăn chưa? Được rồi. Ok. Cái nồi này rất được đấy. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ tổ chức hát nướng. À nha, nếu mà gì nhìn thấy trứng thì lại nhớ đây này. Cái nồi này cũng có thể luộc trứng không cần nước. Thế à? Tức là cái nồi này có rất nhiều công năng. Công năng. Bây giờ trong lúc chờ khoai thì sẽ văn nghệ. Ừ, văn nghệ thể thao được. Văn nghệ thể thao. Ôi trời ơi, được ăn một củ khoai thấy cũng vất vả rất phết đấy nhỉ. Ăn một củ thì phải nhả ra mấy bài đây này. Nào, thế bây giờ tiết mục hát karaoke nhá. Sao hát hò gì mà cứ phải tập 4 liên tục. Ăn một cục để mát giọng, ngọt giọng. Đây là cái gì? Đây là một cái đặc biệt đấy. Không biết là cái gì? Thưa mẹ. Ô mai mẹ. Thư hay tâm sự gì không? Thư là đang tâm sự tuổi mới lớn. Thế ạ? Đã có người yêu chưa? Úi giời đất ơi, ai cho? Sao không cho đi, lên lớp 9 rồi thì cũng phải thế có sự xưa, yêu chứ. Mối tình đầu của Phương là hồi nào? Lớp 5. Đấy là? Đấy là bạn Đông. Thế xong rồi bạn đâu rồi? Bạn Đông bây giờ vẫn chưa lấy vợ. Bảo là nếu như mà 40 tuổi mà cả em và anh đều vẫn chưa lấy vợ, được lấy ai? Chồng thì là bọn mình lấy nhau. Thì bây giờ mới có 30, vẫn còn chục năm nữa. Đấy, thế phải cố liên lạc với cái bạn ấy nhá. Đề phòng trường hợp xấu nhất. Nhưng mà bạn đấy là hồi xưa là học cùng lớp 5 với cháu. Đây là bạn Đông Đen. Thế bạn có cho quay bài chưa? Bạn học rốt hơn. Ôi trời. Với cả là ngồi xa nhau thì quay làm sao được. Mà hồi xưa cháu cũng là thuộc dạng học giỏi. Không cần học giỏi lắm. Không, cấp 1 là cháu cũng thuộc trong top 5 đấy. Đông Đen à? Thế hey, bạn ấy thích bạn Phương vì lẽ gì? Vì bạn Phương, cháu để ý thấy hình như là hồi bé cứ đứa nào đánh đá hay được thích. Hồi bé chắc tại cháu đánh đá nên bạn Đông thích. Thật ra chỉ thấy Phương là dậy thì thành công. Vì hồi bé là môi nó cuốn lô lên cô. Thì thật ra bây giờ nó vẫn quấn. Nó tẹt tẹt xuống rồi một ít. Chắc là theo thời gian thì cơ môi nó trùng ra. Thì già rồi cái gì mà chả phải trùng nhão. Gì là một sợi? Không gì, không ăn cái cục cái gì, ăn cái ít. Thế cháu ăn sợi này. Thế Thư thì sao? Thư có gì, có đường lối gì đó Thư không? Thư thì là bắt đầu vào cấp 3. Thì dì cũng đang tìm kiếm xem là có khả năng năng khiếu gì thì sẽ cho được thoải mái theo cái sở thích của mình. Ừ. Giống chị Phương ngày xưa chính là dì bắt mày đi học đại học ấy, mày không nghe gì ạ? Mày không nghe mới đi làm ca sĩ. Ừ. Thật ra cháu nghĩ là không nên bắt đâu. Thì nó hồi phải xưa học trọng điểm, học giỏi phí cả sự học. Nếu mà đi học giỏi có khi đi giờ lại làm kỹ sư mỏ không? Để được thành cô ca sĩ. Ừ, thì lúc nào làm kỹ sư thì làm kỹ sư, lúc nào thì hát thì lại hát. Nhưng mà cháu nghĩ là kiểu bây giờ xã hội nó cũng thay đổi rồi nên là dì cũng không nên không nên gò ép đấy. Thư à, dì mới đọc một quyển sách rằng là mỗi người thì có một khả năng khác nhau. Ừ. Không ai giống ai. Không thể bắt một con khỉ bơi như một con cá và cũng không thể bắt một con cá lội trèo cây như một con khỉ. Cho nên là giáo dục thì nên là phát huy những cái khả năng sở trường. Thế Thư thì đã có sở trường gì chưa? Thư đang tìm kiếm tài năng. Vẫn chưa tìm ra. Nhưng mà phải để tìm kiếm tài năng xong đã, vẫn đúng chưa rồi. Tìm được thì mình mới hẳn có sự tư vấn. Đúng rồi. Mà mình định hướng được thì nó theo thì tốt, mà nếu mà nó không theo cũng không nên ép. Đúng rồi. Như việc mà bảo gì hát ấy thì thật ra là cái việc đấy là nó là giống con cá trèo lên cây. Ừ đúng, giống con cá trèo lên cây. Thế còn Vân Anh thì sao? Vân Anh thì là được làm đúng việc mình thích, thấy vui vẻ. Ừ thế tốt. Xong còn có một anh người yêu đúng không nào? Cháu xem Facebook thấy cũng cao to đẹp dài. Ừ thì tạm thời là như thế. Gọi nhưng mà dì cũng ủng hộ đúng không? Thì dì có cấm đâu. Thì chuyện đấy có cấm cũng chẳng được, đúng chưa? Thế còn dì thấy Phương ngày xưa lựa chọn làm ca sĩ thì ban đầu là dì cũng hơi hậm hực, hơi tiếc. Cứ bảo mẹ là không cho nó đi học. Cháu nghĩ mẹ cháu cũng là người tâm lý đấy. Dì mới xui là đi học đại học, sau đó thì hát ở trong phong trào sinh viên. Thế rồi thì sau này có một nghề nghiệp thì đi làm công nhân mỏ. Không. Thì sẽ hát top ca, rồi được cái mic ở công nhân mỏ thì làm giống bác Hương cũng được. Đi làm mấy cái công việc văn phòng ở mỏ.
Nhưng mà cuối cùng đi làm ca sĩ sướng hơn. Ừ thì không, việc gì mà mình có đam mê mà chả tốt hơn. Ừ thì đấy, đi làm phải như đi chơi thì mới sướng chứ. Đúng rồi, không có cái gì tốt bằng, cho nên thôi gì nghĩ Phương cũng đúng đường lối. Nhưng cháu cũng muốn các em cũng đúng đường lối giống cháu. Nên cháu rất hy vọng mọi người ở nhà không bắt ép chúng nó phải đi theo con đường vạch sẵn, mà cho chúng nó tự tìm. Trong trường hợp xấu nhất không tự tìm được thì mới phải tìm hộ. Còn vẫn khuyến khích là tự tìm, ví dụ như Hùng Sít này, cháu bây giờ đã bắt đầu kinh doanh nước hoa. Nhưng Thư lên lớp 9 rồi mà vẫn chưa có người yêu à? Ok, cái đứa này yêu đương cái gì? Lớp 9 thì làm sao mà đã biết gì đâu mà yêu. Thì Vân Anh hồi xưa hình như lớp 9 có bạn thích với thầy. À thì đấy là bạn thích thôi chứ bây bạn giờ không vàng nữa. Gì đấy, gì xem giờ vừa dắt người yêu về nhà để chê rằng người ta vàng thì ai lại như gì bao giờ không? Thì đấy là một cách để cho bạn ấy phải tỉnh táo, nhìn nhận mọi sự việc từ nhiều góc độ. Ví dụ biết đánh giá con người từ cả những cái việc nhỏ. Ví dụ như là bộ răng. Như ví dụ nếu một bạn mà đến lớp 12 rồi mà không đánh răng thường xuyên thì theo con thì cũng được không? Thế thôi, răng người ta nhiễm tetasilin thì sao? Gì này? Gì chỉ lo nhất là đến 30 tuổi về hát hát bài bao giờ lấy chồng thì không biết được trả lời thế nào. Thì không lấy chồng. Ơ, lấy chồng làm cái gì? Ơ, đấy là quy luật đấy. Quy luật tự nhiên và quy luật xã hội. Không, nhưng mình không nhất thiết là phải đi theo quy luật tự nhiên. Dì vừa mới nói là mình phải cởi mở hơn à, cơ ạ. Không, đấy là trong con đường lựa chọn sự nghiệp. Thế còn thì dì vẫn thích có nhiều đứa cháu xinh. Sao lại hát hay véo con? Thế nhưng cũng phải từ từ. Ngày xưa nhá Phương, bé bé hay mặc những cái váy xòe xòe đi ở trên bờ biển ở Bãi Cháy rất là xinh. Xinh đẹp, bé bỏng xinh đẹp. Thế thì phải từ từ đẻ ra một đàn bé bỏng xinh đẹp. Thì phải đi làm kiếm tiền, có tiền rồi thì mới đẻ chứ. Thì bây giờ chúng ta sẽ chấm dứt bỏ bùa ở đây. Chúng ta đi vào giai đoạn không, lập kế hoạch. Cái giai đoạn đấy mình không kiên cưỡng được đâu, mình phải từ. Không được nói là không cần và để làm gì. Việc này cứ để nó đến tự nhiên. Nhưng mà mình không được có định kiến với nó. Không, nhưng mà gì mới là định kiến ấy. Dì thử xem từ lúc dì vào trong Sài Gòn nhá. Bất kỳ một người bạn nào của cháu dì cũng hỏi là thế đã lấy chồng chưa? À đấy là lấy vợ chưa? Quan tâm của dì thì dì quan tâm một khía cạnh lĩnh vực đấy. Dì cũng nhắc nhở vậy là trong cuộc sống này cũng phải cân bằng hài hòa mọi chuyện. Thì cũng đang cân bằng đấy thôi, dì không thấy cháu cân bằng hay sao? Cân bằng đấy chứ, đúng không? Đây, ví dụ cô gái bé bỏng có một bờ vai vững chãi đây, xong đi đâu nem nếp nếp à. Thôi, tự làm bờ vai vững chãi cho mình, cô gái vai to. Thì cũng được, nhưng mà trông nó lại hơi lệch lệch. Không lệch gì hết, không sao hết. Thôi được rồi, từ từ đi chuyển chủ đề đi, khoai chín rồi đấy. Ừ, chúng ta sẽ đi xem khoai thử xem sao. Chín rồi. Ôi giời thơm.